Ngày 27 tháng 2 năm 2019, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cùng 3 Bộ trưởng, Bộ Y tế, Giáo dục và Văn hóa, Thể thao và Du lịch phát động chương trình Sức khỏe Việt Nam với nội dung kêu gọi người dân sống lành mạnh, có chế độ dinh dưỡng hợp lý và đặc biệt là tăng cường hoạt động thể lực. Không phải vô cớ mà Chính phủ và các bộ ngành lại có một cuộc vận động người dân tập thể dục. Thống kê của Bộ Y tế cho thấy thể chất người Việt thuộc nhóm hạn chế nhất thế giới, mà một lý do quan trọng đó là chúng ta lười vận động nhất thế giới. Cùng với chế độ dinh dưỡng thì thể dục chính là chìa khóa để nâng cao thể chất của người Việt. Trường tiểu học Đồng Nhân nằm trên con phố sầm uất của quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. Trường nhỏ nên sân chỉ hẹp chưa đầy 300 m². Diện tích này không đủ điều kiện cho học sinh thoải mái hoạt động thể chất, vì trên thực tế, kế sát sân chơi là lớp học. Các em học sinh đang tuổi ăn tuổi lớn phải tập thể dục trong tâm lý sợ sệt khi gây tiếng ồn. Con có dám hét to trong giờ tập thể dục không? Con không dám đâu ạ. Vì sợ ồn các lớp ạ. Trật tự và không nên là chơi những trò chơi làm ồn ạ. Trò chơi mà cũng phải hò hét vui vẻ lắm, nhưng mà cũng nhắc nhở các cháu để và làm giảm cái độ ồn ảnh hưởng vào lớp học. Và các lớp học thì chúng tôi thì động viên các cô giáo là thôi đóng cái phía cửa đằng trước, cửa lớp học đằng trước này, mở các cái cửa phía cửa đằng sau để cũng giảm tiếng ồn vào trong lớp, ảnh hưởng đến các giờ dạy của các cô giáo bên trong. Thời khóa biểu của Tuệ Minh, học sinh lớp 6, dày đặc các tiết học trong cả tuần. Buổi tối, Tuệ Minh lại đến các lớp học thêm, đến khuya lại ngồi vào bàn làm bài tập. Việc bồi dưỡng văn hóa đã chiếm trọn thời gian của em, nên hoạt động thể chất gần như là không có. Con cũng muốn có một chút thời gian để hoạt động ngoài trời gia đình hoặc đi chơi, vì thời gian học là chiếm hết rồi ạ. Theo các chuyên gia, nếu chỉ trông chờ vào 2 tiết học thể dục mỗi tuần thì học sinh đang rất đói vận động. Đó là chưa kể trong 45 phút của tiết học thể dục, có cháu vận động, có cháu đứng im, có cháu nghiêm túc, lại cũng có cháu học chống chế. Nói vấn đề giáo dục thể chất trong nhà trường, hiện nay thì tôi đánh giá là không thành công. Với rất nhiều lần thay đổi về chương trình giáo dục thể chất, nhưng không có sự đột phá về hoạt động giáo dục thể chất trường học, bao hàm cả giờ học chính khóa và giờ học ngoại khóa, thì không giải quyết được vấn đề thể chất ở trong trường học. Nhà trường có thể mở các câu lạc bộ bóng chuyền, có thể mở câu lạc bộ bóng bàn, có thể kể cả những câu lạc bộ như bia, mà rất nhiều trường e ngại. Còn đây là một công sở điển hình ở Việt Nam. Người làm việc hầu như ngồi bên máy tính suốt 8 giờ đồng hồ mà không có bất kỳ thời gian giải lao hay thể dục giữa giờ. Ngày làm việc tầm hơn 8 tiếng, về nhà thì gần như không có thời gian tập thể dục. Vì sao ạ? Vì trông con, đón con các thứ thì không có thời gian nữa. Nghiên cứu của Cục Y tế Dự phòng Bộ Y tế có tới 30% người trưởng thành thiếu vận động thể lực. Tức cứ 3 người thì có 1 người thiếu vận động. Tố chất thể lực, sức bền và sức mạnh của thanh niên Việt Nam được xếp vào mức kém so với chuẩn. Khi mà chúng ta có các hoạt động thể lực thì đường sẽ được sử dụng ở trong các cái cơ vân để trở thành một cái nguồn năng lượng, và như vậy thì sẽ giảm tích lũy mỡ. Viện Dinh dưỡng khuyến nghị người trưởng thành cần vận động thể lực cường độ mạnh tối thiểu 150 phút một tuần, tối thiểu 30 phút một ngày. Nhưng hiện nay, rất ít người thực hiện được theo khuyến nghị này.